Tiếp theo bài học của ngày hôm trước thì hôm nay chúng ta sẽ đến cái thao tác đầu tiên khi lập trình với khai phá dữ liệu với Weka, đó là chúng ta sẽ tìm hiểu cách xuất nhập dữ liệu và chuyển đổi các định dạng dữ liệu ở trong lập trình với Weka như thế nào. Có 3 nội dung mà chúng ta sẽ học. Thứ nhất đó là đọc dữ liệu vào bộ nhớ, và thứ hai là xuất dữ liệu ra file, thứ ba là chúng ta sẽ học cách chuyển đổi định dạng dữ liệu. Và chúng ta đi vào nội dung đầu tiên, đó là đọc dữ liệu vào bộ nhớ. Trước tiên thì chúng ta sẽ xây dựng một cái lớp mới có tên là My Knowledge Model, và cái lớp cơ sở này nó sẽ làm nền tảng cung cấp những cái phương thức cơ bản nhất như là xuất nhập dữ liệu, chuyển đổi định dạng dữ liệu, vân vân, cho các cái mô hình mà chúng ta sẽ xây dựng trên nó tiếp theo, như là Support Vector Machines, Knife by S, hay là K-Nearest Neighbor, vân vân, từ Classification đến Clustering. Do đó chúng ta sẽ xây dựng một cái lớp cơ sở ở bên dưới lấy tên là My Knowledge Model. Các bạn lật về NetBean và chúng ta sẽ tạo ra một cái lớp mới có tên là My Knowledge Model. Để lưu giữ để tìm lưu giữ cái nguồn dữ liệu thì chúng ta sẽ có một cái thuộc tính đầu tiên, đó là data source. Chúng ta nhấn on enter và chúng ta sẽ import cái lớp data source của WK vào. Chúng ta đặt tên là source. Tương tự như vậy, để lưu giữ dữ liệu đầu vào đầu tiên thì chúng ta sẽ từng cái hàng dữ liệu, từng cái instance của nó thì chúng ta sẽ có cái đối tượng thuộc lớp instance. Và do các bạn thấy NetBean gạch đỏ bên dưới có nghĩa là chúng ta chưa có cái lớp khai báo import vào tương ứng, thì chúng ta chỉ việc nhấn on enter và chúng ta thêm vào. Chúng ta đặt tên là dataset. Thì cái tên thì các bạn cũng có thể nhận thấy được rồi. Đây là lưu giữ các cái dữ liệu. Và tiếp theo thì chúng ta thêm vào các cái phương thức constructor. Chúng ta sẽ thêm vào phương thức rộng mặc định, và sau đó chúng ta sẽ đưa cái tên file vào đây. Và để tạo ra một cái dataset mới thì chúng ta sẽ đọc từ file, thì chúng ta sẽ tiến hành làm như sau. Và chúng ta chỉ việc là đưa tên file vào đây. Ở đây là một cái file dạng ARFF, và như các bạn đã làm ở cái bài thực hành trên giao diện thì chúng ta chỉ việc kích thả. Còn ở đây thì chúng ta sẽ việc code cho từng cái thao tác tương ứng như ở cái bài thực hành trên giao diện mà các bạn đã làm hôm trước. Thì chúng ta do có thao tác về file thì chúng ta sẽ cần có thêm vào cả cái exception, thì chúng ta chỉ việc nhấn on enter, chọn throws. Sau khi chúng ta truy cập tới cái file dữ liệu thì việc tiếp theo chúng ta đọc cái dữ liệu từ trong file ARFF vào bộ nhớ, thì chúng ta sẽ tiến hành làm như sau. Và chúng ta gọi cái phương thức get dataset. Và như vậy là chúng ta đã đọc được dữ liệu từ file ARFF vào bộ nhớ và lưu trữ ở trong cái thuộc tính dataset của lớp My Knowledge Model. Tiếp theo thì chúng ta có thể viết một cái thông báo về cái các cái giá trị thống kê vân vân của cái tập dữ liệu mà chúng ta vừa tải vào bộ nhớ này, thì các bạn có thể làm như sau. Chúng ta sẽ tiến hành override cái phương thức
toString lại. Chúng ta sẽ override method và chúng ta sẽ tiến hành override lại cái phương thức toString. À, thay vì chúng ta trả về super toString thì bây giờ chúng ta sẽ trả về là dataset chấm toSummary string. Nó sẽ trả về cái chuỗi mà ghi toàn bộ các cái giá trị tổng hợp của cái dữ liệu mà chúng ta vừa tải vào bộ nhớ. Đương nhiên trong quá trình làm việc lập trình phát triển tiếp theo thì cái lớp My Knowledge Model này của chúng ta sẽ được điều chỉnh thêm bớt một số phương thức khai báo một số cái thuộc tính hay một số phương thức dạng extract vân vân, thì chúng ta sẽ có những thay đổi trong quá trình học của chúng ta. Và đến ở đây thì chúng ta có thể thử test xem thử là cái cách chúng ta đọc dữ liệu vào bộ nhớ có kết quả như thế nào, thì bằng cách chúng ta sẽ sử dụng cái lớp My Knowledge Model này với một cái tập dữ liệu quen thuộc của chúng ta. Đó, chúng ta sẽ sử dụng cái dữ liệu iris của loài hoa dương vị, đúng không? Thì chúng ta tiến hành làm như sau. Các bạn qua lớp Weka Pro, đây là lớp có hàm main, đúng không? Và chúng ta chỉ việc tạo ra một cái đối tượng thuộc lớp My Knowledge Model và chúng ta đặt cái tên là model luôn. Vậy bây giờ cái tên file thì chúng ta sẽ tiến hành lấy tên file như sau. Chúng ta nhấn Ctrl C và chúng ta cho dấu nháy, Ctrl V vào, thêm hai dấu chéo và chúng ta gõ iris.irff và chúng ta cũng có thể enter xuống. Để cho dễ nhìn, đúng không ạ? Và chúng ta nhấn on enter vì do ở đây có tiến hành xuất nhập dữ liệu trên file thì chúng ta phải có đưa vào cái exception cho thì việc thêm throws. Và bây giờ chúng ta có thể ghi cái kết quả của cái model này ra màn hình vì do chúng ta đã tiến hành override cái thuộc tính cái phương thức toString, cho nên ở đây chúng ta rất là đơn giản bằng cách là chúng ta chỉ việc gọi print line và chúng ta chỉ ghi model. Và như vậy chúng ta sẽ tiến hành chạy thử cái chương trình này của chúng ta bằng nhấn Shift F6 và Weka sẽ tiến hành chạy. Thì như các bạn thấy ở trên màn hình thì đây chính là cái tập dữ liệu iris gồm có 150 cái instances và có 5 thuộc tính và cái thống kê của các cái thuộc tính tương ứng các bạn thấy ở trên màn hình. Đến đây thì chúng ta tìm hiểu nắm được cái phương thức cơ bản nhất, đó là đọc dữ liệu vào bộ nhớ. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành qua bước thứ hai, đó là chúng ta xuất dữ liệu ra file. Ví dụ chúng ta muốn xuất cái dữ liệu này ra một cái file ở một cái ổ đĩa khác, thư mục khác ở trên máy tính mà chúng ta không dùng, không đọc, không để ở trên ổ đĩa C nữa chẳng hạn, thì chúng ta làm như thế nào? Cách làm của chúng ta như sau. Ví dụ chúng ta muốn ở ổ đĩa D, chúng ta sẽ tạo ra một cái thư mục gọi là data chẳng hạn. Chúng ta có thể new một cái folder data và chúng ta sẽ lưu vào ở đây. Thì chúng ta tiến hành làm như sau. Ở trong cái My Knowledge Model chúng ta sẽ thêm một cái phương thức khác để xuất dữ liệu ra, thì chúng ta đặt tên là public void. Bây giờ chúng ta sẽ nói là xuất dữ liệu thì chúng ta gọi là save data và chúng ta đặt cái tên file. Bây giờ chúng ta để lưu một cái file dưới dạng IRFF ra cái file ở bên ngoài, dữ liệu dạng IRFF ra file ở bên ngoài trên máy tính, thì chúng ta sẽ sử dụng cái lớp
Save. Và chúng ta chỉ việc khởi tạo cái đối tượng này lên. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đưa cái dữ liệu từ cái dataset vào trong cái đối tượng outdated này. Chúng ta chọn set instance và chúng ta nên ghi thêm là this dataset. Sau đó chúng ta chỉ việc ra file. Chúng ta chọn set file và như vậy là xong. Do ở đây chúng ta có new một cái đối tượng file thì chúng ta cần import io file vào và đồng thời chúng ta cũng thêm vào exception bằng cách nhấn on enter và sau đó chúng ta ghi file ra ghi dữ liệu ra file bằng cách gọi phương thức writeback. Và cuối cùng chúng ta cũng nên có một cái câu thông báo system.out.println saving finished. Chúng ta làm đơn giản finished. Như vậy để test cái phương thức này thì chúng ta chỉ việc đi vào ở cái chương trình VK Pro và chúng ta thêm vào một thôi. Ví dụ chúng ta gọi model chấm save data và đây chúng ta sẽ đặt tên và đường dẫn. Ví dụ chúng ta nói lưu vào ổ đĩa D thư mục data và chúng ta đặt tên là Irish chấm AFF. Bây giờ chúng ta chỉ việc nhấn Shift F6 để tiến hành chạy chương trình. Như vậy các bạn thấy là ở đây nó có thêm một dòng thông báo Finished. Chúng ta sẽ đi vào cái Windows Explorer và chúng ta thấy là cái file Irish đã được lưu vào trong trong ổ đĩa D thư mục data như chúng ta mong muốn. Và tiếp theo bài học thì chúng ta sẽ đi đến cái thao tác cuối cùng của bài nội dung cuối cùng của bài học ngày hôm nay, đó là chuyển đổi định dạng dữ liệu. Thì như các bạn biết, cái một trong những định dạng dữ liệu thường được sử dụng nhất đó là định dạng giữa các cái file CSV và VK cho phép chúng ta có thể xuất dữ liệu ra dưới dạng CSV như thế nào thì chúng ta có thể làm như sau. Chúng ta quay trở lại My Knowledge Model và chúng ta sẽ thêm một cái phương thức save data to CSV chẳng hạn. Và thay vì sử dụng cái lớp ARFF Saver thì bây giờ chúng ta chỉ việc sử dụng cái lớp tương tự mà chỉ đổi tên thôi. Chúng ta gọi lớp CSV Saver. Tiếp theo thì chúng ta thiết lập tên file giống như ở trên. Do có gạch đỏ ở đây là chúng ta chưa thêm vào cái throws exception. Chúng ta đặt con trỏ ở cuối dòng lệnh và nhấn on enter.
Tiếp theo, chúng ta làm tương tự như ở phương thức ở trên, là chúng ta đưa dữ liệu vào outdata.set instance. Và cuối cùng chúng ta lưu ra màn hình, lưu ra file. Chúng ta cũng thử lại đối với cái trong chương trình chính của chúng ta, bằng cách chúng ta cũng lưu lại trên cái thư mục này, nhưng dễ dàng là thư mục giữa cái tên file là iris.csv chẳng hạn. Và chúng ta gọi chương trình chạy. Xin lỗi các bạn, đây chúng ta đang phải gọi là save data to to CSV, đúng không ạ? Có thể trong cái này chúng ta xóa bớt đi để chúng ta kiểm tra lại từ đầu. Chúng ta cho chạy chương trình shift F6. Như vậy chúng ta thấy là chúng ta đã có hai cái file được xuất ra, một file được xuất ra dưới dạng ARFF và một file được xuất ra dạng CSV. Có thể khi hồi chúng ta gọi, các bạn thấy trên màn hình có file CSV đó, có thể do chúng ta đặt tên thôi, chưa xuất đúng định dạng. Nhưng ở đây thì chúng ta ngoài lại thì nó cũng xuất hiện cái tên file và biểu tượng tương ứng, nhưng đảm bảo chắc chắn là cái file CSV được xuất đúng định dạng, bởi vì chúng ta sử dụng gọi đúng cái hàm và sử dụng cái đối tượng thuộc lớp CSV save. Và như vậy thì cái bài học của chúng ta ngày hôm nay đến đây kết thúc. Chúng ta đã tìm hiểu ba nội dung: thứ nhất là đọc dữ liệu vào bộ nhớ, thứ hai là xuất dữ liệu ra file, và thứ ba là chuyển đổi định dạng dữ liệu.